Shop Hoa Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554, có thể gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh của sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày, thứ bảy chủ nhật nghỉ. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái chén trà. Cái chén trà này dùng trong trà đạo cho nên nó được gọi là cái chawan theo cái tiếng Nhật. Cái chén này nó thuộc cái dòng Kiyoyaki, cái dáng rất là hay. Với cái men rạng đặc trưng của cái dòng Kiyo. Trên thân nó vẽ cây tùng. Họa tiết nó được vẽ điểm vàng. Ở trên vòng này nó được vẽ vàng này các anh chị, trên cái nền men đỏ. Lòng phủ men đen. Rất là đẹp, đây là cái cốt truyện đặc trưng cái cốt men rạng đặc trưng của cái dòng Kyo, đây là ấn truyện này các anh chị. Ấn truyện rất là rõ ràng, ấn truyện ký âm vào trong cái cốt. Cái chén này thì nó có một cái vết tóc và mẻ nhẹ chỗ này nè. Nhưng mà những cái chén này chủ yếu dùng để trưng bày nên nó không ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ. Cao 7, đường kính 12, mã sản phẩm H1, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa Imari xưa rất là đẹp. Đây là cái dòng Imari xưa. Nó được sản xuất vào cái thường cái dòng này nó sản xuất vào cái giai đoạn Minh Trị nè, đây cái ấn truyện xưa nè các anh chị. Dòng Imari thường sản xuất vào khoảng thời năm 1868 đến 1912. Ở phía sau nó vẽ bằng men lam. Họa tiết này nó được vẽ hoàn toàn thủ công nha anh chị. Chỗ những cái men màu xanh lá cây đó của tán tùng hay là những cái đám mây màu xanh lá cây đó và cái hình con hạc đều được vẽ nổi. Hai cái dĩa này thì nó có đều có vết tóc nha, vết tóc cũ. Dĩa này nó cao 4, đường kính là 14 năm, mã sản phẩm H2, giá 120k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo, một cái dĩa sứ nha. Dĩa này là cốt sứ của cái dòng Kutani. Trên thân nó vẽ hình con dê. Cái dĩa này nó nằm trong cái chủ đề 12 con giáp đó các anh chị. Họa tiết này nó được vẽ tay, vẽ thủ công và vẽ bằng men nổi các anh chị, rờ vào nó cộm lên 3D. Rất là sống động. Đây là cái ấn truyện Kutani được ký tay. Những cái dĩa này chủ yếu là để trưng bày á, giống như cái bức tranh nhỏ vậy đó. Đường kính là 9.5, mã sản phẩm H3, giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là ba cái dĩa sứ của một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là Koransa. Koransa là một cái dòng thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, có từ cuối thế kỷ 19. Cái dĩa này nó phủ cái men ngọc. Cái dĩa nó tạo hình giống như cái đóa hoa các anh chị, nó tạo hình như cái đóa hoa hồng luôn. Rất là sống động, cực kỳ sống động. Đây là cái truyện của Koransa nè, cái truyện này là cái truyện hình hoa lan. Nhưng mà nó không có cái chữ ở dưới. Rất là ít gặp cái truyện này nè. Thường thì Koransa nó có cái chữ Koransa bằng tiếng Anh ở dưới á. Và với cái ấn truyện bằng cái đóa hoa lan, rất là hiếm gặp cái dòng truyện mà nó không có cái chữ. Đường kính là 13, mã sản phẩm H4, giá 90k trên bộ này, ba cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái đế. Một cái đế lót ấm trà bằng gỗ phủ sơn mài. Cái đế này nó lọt đó đáo ở chỗ đó, là cái bề mặt của nó là nó được chạm khắc thủ công. Khắc hình một cái lá phong. Và trên mặt nó tạo hình giống như là nước xù xì, mặt hồ xù xì đó anh chị, nhìn rất là hay, mặt sống, mặt hồ gợn sóng. Phía sau này nó có cái những cái vết trầy sơn nhẹ nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ hay là chức năng cả. Đường kính của nó là 15,
Mã sản phẩm là H5 giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái ly trà gốm mộc rất là đẹp luôn. Cái dáng xù xì, nó là mang cái phong cách đặc trưng của Nhật. Cái dáng xù xì nhìn rất là độc đáo. Trên thân nó phủ men nhìn rất là ấn tượng. Đồng phủ men. Đáy nó có truyện ký tay của nghệ nhân đây các anh chị, đây, truyện ký tay. Cái này nó phủ men nâu rất là độc đáo nè. Men giống như cái kiểu mà kết tinh nhũ vàng rồi đó. Cái truyện nó cũng có cái ấn truyện đồng bộ nhưng mà nó bị men nó phủ lên kênh cho nên chúng ta không thấy nha các anh chị. Cốt dày rất là nặng, hai cái này là nó cùng tác giả. Cao là 6, đường kính miệng là 6.5, đường kính đáy là 7. Mã sản phẩm là H6, giá 60k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa trang trí. Cái dĩa này là cái dĩa treo trang trí. Cái này nó thuộc một cái dòng gốm mỹ thuật, gốm thủ công mỹ thuật của châu Âu. Mà cụ thể đó là Ý. Ý là một cái quốc gia lâu đời và có cái nền nghệ thuật rất là nổi tiếng. Một trong những cái nôi văn hóa của nhân loại. Cái dĩa này là giống như một cái bức tranh vậy, thay vì chúng ta treo bức tranh thì cái này, bức tranh này nó vẽ trên gốm. Vành nó tạo hình gợn sóng. Ở trong lòng nó vẽ hoa, họa tiết này nó được vẽ hoàn toàn thủ công và cái gốm này nó cũng được chế tác thủ công nha các anh chị. Ồ, này có sự nhầm lẫn. Spain, Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là một cái quốc gia có ảnh hưởng rất lớn đến cái văn hóa nhân loại các anh chị. Những cái cuộc phát kiến địa lý là bắt nguồn từ Tây Ban Nha. Đường kính của cái dĩa này là 24, mà sản phẩm là H7, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly gốm mộc rất là đẹp. Cái ly này độc đáo ở chỗ đó là toàn bộ cái ly trong lòng và bên ngoài nó không phủ men, chỉ có ở trên cái vành trên này nè nó phủ men, nhưng mà cái men này nè nó được nghệ nhân họ dùng cái bột vàng, họ trộn với một cái loại hợp chất đặc biệt, sau đó họ phủ lên trên đó và khi mà nung gốm xong đó thì nó tạo ra cái màu ánh kim rất là độc đáo. Đây là một trong những cái sản phẩm gốm rất là độc đáo, nó được chế tác hoàn toàn thủ công như các chị. Cốt dày nặng, cao 12 năm, đường kính 8.5, mã sản phẩm H8, giá 60k. Tiếp theo đó là hai cái bình hoa đất nung. Này cái màu nó giống như những cái ấm trà đất nung như các anh chị. Trên thân nó được khắc cái hoa văn nhìn rất là hay. Cốt dày nặng, chế tác rất là tinh xảo. Cốt dày rất là nặng nha. Cái này các anh chị trưng bày trên cái bàn trà với những cái ấm trà đất nung thì rất là đẹp. Nó cao là 15 năm, đường kính miệng là 7.5. Vòng thân là 47 năm, mã sản phẩm H9, giá 150k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ tô men lam. Đây là một cái dòng sản phẩm mang cái nét đặc trưng của Nhật. Cái bộ tô men lam rất là đẹp, trong lòng vẽ những cái em bé, những cái tiểu đồng đó, cùng với những cái bát bủ bối trong cái văn hóa của Nhật. Trên thân thì nó có vẽ chữ thọ và chữ phúc. Men, màu men rất là đẹp. Bên ngoài nó vẽ hoa. Cốt sứ rất là tốt nha. Tiếng nó đanh như kim loại các anh chị. Chứng tỏ cốt nó tốt.
cao 4.5, đường kính 14 năm, mã sản phẩm H10, giá 60k trên cái, shop có 3 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ cái bộ dĩa gướm mộc rất là đẹp. Xin lỗi, cái này là cái tô. Cái bộ tô gướm mộc rất là đẹp. Cực kỳ đẹp. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm nó mang cái phong cách Kiyoyaki. Trên thân nó vẽ hoa. Mỗi cái sản phẩm gì đó nó vẽ một cái loại hoa khác nhau, mang cái nét đặc trưng của phong cách gốm xứ Nhật. Cái đó hoa này, những cái chiếc lá là nó được vẽ bằng vàng thật nữa các anh chị, rất là đẹp. Hoa tiết này nó được vẽ thủ công rất là đẹp. Đáy nó có cái truyện ký nè. Cái màu sắc nó vô cùng tinh tế. Cái tô này cao 5, đường kính là 16, mã sản phẩm H11, giá 50k trên cái. Các anh chị có thể lấy cả bộ hay lấy từng cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ bình rượu. Một cái bộ bình rượu gốm rất là đẹp luôn. Một cái bộ bình rượu gốm rất là đẹp, dáng rất là độc đáo. Màu men rất là đẹp, cái màu nâu rất là độc đáo. Những cái sản phẩm này nó được chế tác thủ công. Cái này các anh chị dùng để cắm hoa hay decor đó, trưng bày rất là đẹp. Hoặc là chúng ta dùng để uống uống rượu đó, mỗi người một bình. Cao là 13 năm, đường kính là 5.5, đường kính đáy nó to hơn. Mã sản phẩm là H12, giá 150k trên bộ 5 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa gốm rất là đẹp. Cái dĩa này nó thuộc cái dòng sứ rất là nổi tiếng Misako. Trong cái lồng chúng ta thấy nó được vẽ cái hoa văn giống như là cái hình quạt, cái đó nhìn rất là độc đáo. Cái này các anh chị làm cái dầm trà rất là hợp nè. Các anh chị để cái ấm trà gốm vào đây, chúng ta làm nóng ấm trà trước khi pha trà đó. Hay là chúng ta trưng bày nó như bức tranh vậy. Rất là đẹp các anh chị. Nó mang cái nét gì đó nó rất là tinh tế, mộc mạc nhưng rất là tinh tế. Đáy nó có truyện ký của nghệ nhân nha. Đây, truyện ký. Cốt dày rất là nặng. Sản phẩm này ở Việt Nam chúng ta gọi là cái dòng gốm vuốt tay. Cao là 5.5, đường kính 23, mã sản phẩm H13, giá 90k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái tô men lam xưa. Đây là một trong những cái dòng đặc trưng của Nhật này, với cái màu men lam rất là thanh. Màu men lam này là một trong những cái màu men lam rất là đẹp. Nó vẽ cuộn thư. Chúng ta thấy cái dĩa này, chúng ta cái tô này chúng ta nhìn kỹ mới thấy nó đẹp. Từng cái nét lưới chúng ta thấy là nó vẽ bằng cái cọ rất là công phu. Ở phía sau là nó vẽ hoa dây, cốt dày nặng, cốt sứ và men rất là tốt, cốt cực kỳ đặc. Cao 5, đường kính là 15 năm, mã sản phẩm H14, giá 90k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dĩa men lam rất là đẹp. Dĩa men lam xưa. Dĩa này to, khá to. Nó vẽ hoa, hoa cúc dây. Họa tiết được vẽ rất là công phu, tỉ mỉ. Đây phía sau chúng ta thấy có những cái nốt ruồi, là những cái chỗ mà kê dĩa đó trong cái quá trình phủ men trên những cái sản phẩm xưa chúng ta mới thấy. Dĩa này các anh chị trưng bày rất là đẹp, thậm chí có số anh chị đó chúng ta để lót những cái bộ trà men lam. Đường kính 28 năm, mà sản phẩm H15, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái này gọi là cái cha quan các anh chị. Cha quan là chén trà nhưng mà dùng trong trà đạo.
cái chén trà dùng trong trà đạo. Cái chén này thì cái kích thước nó rất to, cái chén này có thể dùng trong những cái buổi nghi lễ trang trọng hay là dùng cho những cái võ sĩ sumo. Ở Nhật thì võ sĩ sumo họ được cho là những cái người sứ giả của thần linh, đại diện cho những vị thần. Họ có cái vị trí rất là quan trọng trong cái đời sống văn hóa của người Nhật. Cái chén này nó phủ men rất là đẹp các anh chị, cực kỳ độc đáo. Bên ngoài chúng ta nhìn nó độc đáo hơn trong video rất là nhiều, cái màu men ở bên ngoài đó nó sậm hơn. Những cái sản phẩm này nè, nó được chế tác hoàn toàn thủ công. Cốt dày rất là nặng. Thường thì nó có cái ấn triện ở trong này nè, hoặc là ở bên ngoài này nè, nhưng mà cái men đây, cái ấn triện chỗ này nhưng mà nó bị mờ rồi các anh chị. Nó bị men phủ mờ. Cao chín. Đường kính là 16 năm, mã sản phẩm H16 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa với ăn lam xưa của Nhật rất là đẹp. Dĩa này cũng khá là to nè. Nó vẽ hoa dương vĩ và chim bói cá. Cái con chim bói cá thì nó có hai loại, cái loại này là loại to đó. Nó cái tiếng kêu nó giống như cái tràng cười vậy đó, nó thể hiện cho cái sự vui vẻ, hân hoan, hạnh phúc. Bên ngoài nó vẽ cái hoa văn đồng tiền. Đây chúng ta thấy những cái nốt ruồi là do ô xích sắt nó tạo nên. Dĩa này to lắm. Các anh chị trưng bày những bức tranh thì rất là đẹp, nó dạng dĩa trưng bày mà. Đường kính là 31 năm. Xin lỗi, 31 à. Mã sản phẩm là H17 giá 250k. Sản phẩm tiếp theo là một cái dĩa sứ nữa. Dĩa này cũng là cái dạng dĩa to, dĩa trưng bày nè. Cái dĩa này nó vẽ, trong lòng nó vẽ những cái em tiểu đồng, những cái em bé nô đùa. Cái dĩa này cái chủ đề nó theo tiếng Hán tự nó gọi là hỷ đồng điệp. Hỷ là niềm vui. Đồng là cùng, điệp là lặp đi lặp lại. Tức là những cái nơi nhìn niềm vui lặp đi lặp lại, nhiều niềm vui cùng lặp đi lặp lại. Cái này nếu mà các anh chị có cái bộ trà này nè, thường chúng ta hay gọi là cái dòng chú tiểu đó, những cái anh chị mà có bộ trà, có chén, có tô, có dĩa, chúng ta tìm cái dĩa này nữa thì chúng ta trưng bày lên nguyên bộ, hoặc là chúng ta để lót cái ấm trà nguyên cái bộ trà đó thì rất là hợp luôn. Cái cốt này cốt sứ tốt nha, cực kỳ tốt á. Cái dòng này cốt sứ và nước men bóng rất là đẹp. Đây là cái ấn triện, nó thuộc cái dòng Arita. Đường kính của nó là 31, mà sản phẩm là H18 giá 200k. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đẹp, một cái bình hoa gốm. Một cái bình hoa gốm, một cái bình hoa gốm mộc rất là đẹp nè. Cái bình này cái cốt gốm nó giống như cái dòng Shigaraki. Trong cái cốt gốm của nó đó là nghệ nhân họ sẽ pha trộn những cái hạt sổ nhỏ để khi mà nung gốm đó nó tạo nên cái hiệu ứng rất là độc đáo. Cái hạt sổ nhỏ này nó sẽ tạo cái bề mặt xù xì. Do sỏi và gốm á, nó và đất á, thì nó có sự giãn nở khác nhau, nó tạo nên cái hiệu ứng rất là độc đáo. Cái đa vấn đề này nó thể hiện cái kinh nghiệm của nghệ nhân nha. Nếu mà nghệ nhân không phải là người có kinh nghiệm đó thì sẽ không thể nào xử lý được như vậy. Nếu mà trộn những cái vật liệu mà nó không có cái sự mà tính toán hay là cái kinh nghiệm thì nó sẽ làm cho vỡ những cái bình. Cho nên những cái dòng này là một trong những dòng rất là độc đáo. Vấn đề thứ hai nữa đó là cái bình này nè, cái dáng nó giống như là cái quả địa cầu vậy các anh chị. Nửa mặt dưới là cái màu xanh của đại dương, nửa mặt trên là cái màu của lục địa, nhìn rất là hay. Cái hàm ý của cái tác giả là cái bình này nè, giống như là cái trái đất vậy đó. Rất là độc đáo.
Cái bình này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, mà ở Việt Nam chúng ta gọi là gốm vuốt tay. Mà chúng ta biết những cái dòng gốm thủ công thì ở bất kỳ quốc gia nào đó nó cũng đều có giá trị đó. Cái men này là cái men kiểu thiên mộc long thỏ nè, đáy nó có truyện ký nữa anh chị, truyện ký tay. Chúng ta thấy đáy nó được gọt rất là đẹp, cốt dày, nó nặng khủng khiếp anh chị. Mình này nặng lắm, nặng rất là nhiều so với kích thước. Bình này nó cao 21, đường kính miệng 7, đường kính miệng nó nhỏ hơn cái vòng thân nó rất là nhiều luôn. Dạng bình hút lọc, dòng thân là 69, mã sản phẩm H19, giá 450k. Tiếp theo là một cái sản phẩm cũng khá là đặc biệt, một cái tượng chiến binh đất Nung rất là đẹp. Đây là một trong những cái dòng gốm cũng gọi là độc đáo nè. Cái dòng gốm này được chế tác theo cái phương pháp cổ cổ truyền nhất nè, sơ khai nhất của chế tác gốm. Đây là cái dòng gốm được chế tác từ đất sét thô và được chế tác hoàn toàn bằng đôi tay của nghệ nhân, không có bằng xay. Đây là cái dòng gốm chế tác là nghệ nhân chỉ dùng đôi tay của mình để nặn lên cái những cái sản phẩm gốm thôi. Đây là cách chế tác mang cái tính nguyên thủy nhất nè các anh chị, rất là độc đáo. Và thường những cái dòng tượng này nè, thì cái tượng này là cái tượng lớn nhất nè các anh chị, cái size to nhất nè. Thường những cái tượng khác thì không có size to như thế này đâu, shop phải để xa ra như thế này các anh chị mới thấy toàn cục nè. Thường những cái tượng gốm của cái dòng này là nó nhỏ nhỏ thôi, hiếm có cái size to như thế này lắm. Bên ngoài chúng ta nhìn thấy nó cũ kỹ, màu sắc nó sậm hơn nha các anh chị. Ở đây nó bị ánh sáng đèn cho nên nó bị tái cái màu, nó bị cái màu nó bị trắng lệch hơn. Ở ngoài thì cái màu nó sậm hơn nha. Này là được chế tác hoàn toàn thủ công đó, không cần bằng xoay. Tượng này rất là to nha, tượng này nó cao tới 31 năm lận. Chiều dài của nó là 14 năm. Chiều rộng của nó là 10 13. Nó cái vòng thân này, cái vòng thân nó là 39, mã sản phẩm là H20, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô Imari xưa hay là Imari cổ nè. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm nó mang cái nét đặc trưng của Nhật nè, dòng Imari cổ. Tô này nó thuộc cái dòng Imari, sản xuất vào năm 1868 đến năm 1912 nữa chị. Cái giai đoạn mà nước Nhật nó phát triển mạnh mẽ và cái tinh thần dân tộc của họ, cái tinh thần Đại Nhật Bản đó, nó phát triển lên tính đỉnh điểm đó. Cho nên họ muốn tạo ra những cái sản phẩm văn hóa mang cái nét đặc trưng của người Nhật. Và họ muốn thoát chung trong tất cả những cái lĩnh vực văn hóa, trong đó có cả gốm sứ. Cho nên chúng ta thấy màu sắc của cái dòng mà những cái màu men trong cái giai đoạn này nó rất là đặc biệt. Cái này chúng ta thấy những cái họa tiết này nó được vẽ nổi nha, những cái màu xanh lá cây nó được vẽ nổi. Ở đây nó có biểu tượng của lưỡng ngư nè, là hai con cá đó. Và ở đây chúng ta thấy nè, có dấu ấn thập tự nữa, là trong cái ảnh hưởng của phương Tây á, ở chỗ hai con hạc đó các chị. Cái tô này rất là sâu tuổi chứ, cốt rất là già. Chúng ta thấy những cái chỗ mà cái trôn nó, mà cái phần mà nó không phủ men, nó hiện cái màu cam của oxit sắt. Ở trên vành thì nó có một cái vết tóc, vết tóc rất là cũ, vết tóc xưa, và nó có mấy mẻ nhẹ ở chỗ này.
Đây, có tóc như thế này. Chúng ta thấy những cái sản phẩm xưa thì nó phải mang cái vết, cái màu và cái vết của thời gian thì nó mới giống như con người vậy đó, trải qua nhiều cái va vấp. Cái tô này nó cao 7, đường kính 22, mã sản phẩm là H21, giá 450k. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đặc biệt, một cái dĩa siêu to khổng lồ các anh chị, cái dĩa gốm mộc to khủng bố, rất là to luôn. Cái dĩa này nó mang cái phong cách thiền Zen, tiếng Nhật thiền có nghĩa là Zen, có nghĩa là thiền, nó mang cái phong cách thiền, nhìn vào chúng ta giống như một cái dấu thiền vậy đó. Hay là một cái mặt trăng, hay là một cái lồng giếng, cái mặt giếng khi mà ánh trăng chiếu vào, nó giống như một cái bức tranh vô đề vậy đó. Mỗi người nhìn vào và cảm nhận, đó là cái đặc điểm đặc biệt của những cái dòng sản phẩm mà gốm mộc này. Cái dĩa này nó giống như một cái bức tranh vô đề, tùy theo cái cảm nhận của mỗi người nó sẽ ra một cái suy nghĩ khác nhau. Đó là điều độc đáo của những cái tác phẩm này nè. Cái dĩa này rất là to đó chị. Những cái dĩa này nó đòi hỏi nghệ nhân phải là những cái người vô cùng kinh nghiệm về cái tay nghề và cái kỹ thuật chế tác, cũng như là kỹ thuật mà xử lý cái cốt gốm. Với những cái dĩa mà to như thế này mà nghệ nhân không đủ tầm thì khi mà chúng nung men đó, nó sẽ bị vỡ, bị nứt đi. Và ngay cả khi mà lúc mà để tạo hình nó thôi thì nó cũng đã bị vỡ rồi, cho nên nó đòi hỏi rất là công phu các anh chị. Chúng ta có thể dễ dàng tìm gặp những cái dĩa sứ nó to, nó vẽ sặc sỡ, nhưng mà để tìm được những cái dĩa gốm mà to như thế này vô cùng khó các anh chị, cực kỳ khó đó. Và để gửi nó được an toàn mà từ Nhật về đến đây á, là cả một vấn đề đó. Cho nên chúng ta thấy trên tất cả những cái shop các anh chị rất là hiếm gặp những cái dòng dĩa này, vô cùng hiếm gặp á. Cho nên những cái dĩa này là nó đều là những cái tác phẩm độc bản anh chị. Mỗi cái nó chỉ có một thôi, một cái hoa văn khác nhau. Cái dĩa này nặng khủng khiếp, đường kính rất là to anh chị, đường kính của nó là 43 năm, mã sản phẩm là H22, giá 850k. Sản phẩm tiếp theo cũng là một cái dĩa to như thế nữa, nhưng mà cái màu men nó và cái họa tiết nó khác. Đây chúng ta thấy cái màu men này, nếu cái kia đó là một cái dòng vòng tròn gen thì cái này nó giống như là cái dấu của vô cực kìa các anh chị, này nó giống như những cái dòng vòng xoắn ốc hay là cái dấu vô cực kìa. Trên thân này nó được khắc nè, trên cái mặt dĩa này nó được khắc cái hoa văn rất là công phu nha các anh chị. Này nó rất là nặng, cái dĩa này nó nặng gần 5 kg rồi, sắp dở một tay không có nổi, đây một tay cầm máy, tay dở thì nó để chúng ta nhìn thấy được cái hoa văn của nó. Đây, dĩa này rất là nặng, nó nặng hơn cái vị dĩa vừa rồi nữa. Cho nên nếu mà cái nghệ nhân mà không đủ trình độ, không đủ tầm sẽ không thể nào chế tác được những cái dĩa như thế này. Ngay cả cái vấn đề mà đóng gỡ những cái dĩa này nè, thì rất là những cái shop rất là hiếm cái shop mà họ dám là đóng những cái dĩa như thế này, cực kỳ là khó khăn nha các anh chị. Cái dĩa này cái đường kính của nó cũng là 43 năm, mà sản phẩm là H23, giá 850k.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình đồng siêu to. Cái này là tập hợp những cái sản phẩm siêu to, một cái bình đồng siêu to các anh chị. Bình này là bằng đồng nha, bằng đồng nguyên khối á. Ở trên thân nó được phủ một cái lớp trang trí. Ngoài cái tác dụng giống như cái lớp trang trí thì nó còn cái tác dụng là chống oxy hóa rất là tốt các anh chị. Ở trong này chúng ta thấy là cái màu đồng, màu hoa văn nó rất là đẹp. Một số nơi nó bị tróc nó lộ ra cái màu đồng vàng này. Cái bình này rất là to nha các anh chị, shop phải đẩy lui cái máy ra như thế này nè, to cao. Cái bình này các anh chị mà cắm đào á, cắm đào cắm lê cắm mận á, rất là đẹp nè. Bình này nó to cao, nó nặng khủng khiếp. Cái bình này nó nặng 4,5 kg các anh chị, 4,5 kg á, 4,5 kg á. Cái này các anh chị nếu mà để cái màu này cũng được. Ngoài ra thì có một số anh chị đó, nếu mà không ưng cái màu này đó, một số anh chị là chúng ta về chúng ta chà cái màu này ra luôn nè, là ở trong là nguyên một cái màu vàng rất là đẹp. Ở dưới đáy thì nó có cái đáy này, nó có bút tích của cái chủ nhân trước, giống như họ ghi để tặng hoặc là cái kỷ niệm gì đó là của chủ nhân trước. Nhưng mà ở ở trong cái đáy này nè, nó có cái ấn truyện nó được dập nổi ra ở ở dưới đáy nè. Đây, ấn truyện được dập nổi đây nè các anh chị. Cái này là do cái ánh cái màu nha các anh chị, màu sơn á. Đây, ấn truyện rất là rõ ràng. Nhưng nó bị chá đèn nó hơi khó thấy tí, ngoài chúng ta nhìn rất là rõ. Đây đây, rõ hơn nè. Bình này nó to lắm, nặng khủng khiếp. Cái bình này nó cao đến 36 lần các anh chị. Đường kính miệng là 9,5. Miệng nó nhỏ giống như cái giá khúc lọc. Vòng thân của nó là 62. Mã sản phẩm là H24, giá 2.350.000. Nó nặng là 4,5 kg nha các anh chị. Phiên bán hàng của ngày 1 tháng 11 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.